Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 9 tác phẩm tiểu thuyết Bùng Mắt Bão của tác giả Nguyễn Đình Vinh và Thương Huyền. Lân triệu tập họp tổ đảng nước đại gấp. Vừa bước ra thềm, thấy ông cậu thì cùng anh bạn bước vào, Lân kéo luôn. Phải gọi mọi người trong tổ đảng họp ngay thôi. Tôi tin kỹ rồi. Mình đấu với nó vụ này, không khéo léo là không xong. Các đồng chí gọi tất cả anh em về đi, mình họp thống nhất rồi chuẩn bị về cả kia rồi anh bà lắc lắc mái tóc ngồi ghế xuống thềm tay với tích nước chua bản định gì thì thống nhất ngay đi cho nó kịp vâng cũng không chủ trừ được nữa đâu chỉ ngày mai là nó sộc vào đây đấy thôi thôi tao họp nhá tôi chỉ nói ngắn gọn thế này theo chỉ thị của huyện ủy và chi ủy xã nhất định chúng ta phải lãnh đạo thành công cuộc tranh đấu này không có chuyện chúng ta bàn lùi đâu mà muốn thắng nó nhất định ta không thể dùng sức được đã vậy ta phải có một lực lượng nòng cốt dám công khai đấu tranh với địch các đồng chí thấy thế nào? Còn thế nào nữa? Thì lên tiếng, đương nhiên là phải có người đại diện dân làng đứng ra công khai đồng lý với chúng nó chứ. Nhưng cái khó là chọn ai, không lẽ chúng ta đứng ra? Chúng ta không đứng ra được, tuy lắc đầu, anh em mình mà trực tiếp đứng ra là hỏng hết. Thứ nhất, ta trai trắng thế này, nó phát hiện ra cũng mệt. Thứ hai, qua những cuộc họp vừa rồi, nhất định sẽ tới tay bọn trên đồn về anh em mình. Và lại mình đang trong hoạt động bí mật, cũng không đời nào chưa bị đồng ý cho một trong số chúng ta ra công khai. Anh em mình không ai dám đứng ra công khai sao? thế thì trả lẽ lại đúng như thằng cha khán hoạt nói là mình toàn chui hầm à bà hất hàm thế này để tôi ra anh em mình tính đã chứ vấn đề ở đây không phải là ai hãi ai sợ ai... đúng như đồng chí lung đồng chí thì đã nói đấy chúng ta không công khai đấu lại được với bọn trên đồn tôi nghĩ là phải thành lập một ban tranh đấu các đồng chí thử nghĩ xem nên vận động những người nào vào ban này tôi nghĩ nên có nhiều thành phần tuy ngập ngừng lân nhìn suốt một lượt những gương mặt đồng đội căng ra có chứ đâu phải dễ vận động ai đây ai dám đứng ra công khai đấu tranh với địch không có tiếng trả lời lân chậm rãi tôi đã trò chuyện với rất nhiều các cụ cao niên trong thôn mình các cụ không ngại ngần gì dân đồng lòng thế nào thì trong cuộc họp dân các đồng chí đã thấy tôi cũng đã vận động và cụ bồi quang đấu cũng đã đồng ý tham gia Ôi giỏi được cụ đấu đứng vào thì vững rồi mắt bạ sáng lên cô ấy thuộc lớp người cổ có uy tín trong làng lại giỏi lý lẽ vâng cụ đấu là anh ruột ông ngoại tôi Lân gật đầu, cô đấu sẽ vận động thêm một số cụ nữa trong làng. Ngoài ra còn có U tôi, bà Nguyễn Thị Tấm, mẹ đồng chí bà. Hai bà mẹ này đều là nòng cốt của hội phụ nữ lão mẫu. Về phía chấp hành phụ nữ thôn, các cô họp sự khứu, dọ, yến sẽ trực tiếp tham gia và vận động thêm. Chúng tôi đến để xin với tổ đảng được đi đấu tranh đây. Cô đấu bước vào, dáng quắc thước nhanh nhẹ. Tổ chúng tôi nhất trí. Tôi, ông Can Nông Khiến, ông Môn, ông Khán Trai, bà Khán Tế, bà Khê, bà tuần ngột, bà giáo thuật, bà tấm, bà khóa dậy, bà thủ viên, ông khán trạm, bà cang, ông vị, bà trí và một số người nữa sẽ tham gia trực tiếp cuộc đấu tranh này. Chúng cháu cảm ơn cụ. Không có các cụ, không có bà con, công việc cách mạng cũng không thành được. Thế thì hay quá rồi. Lân nói như gieo. Việc khó nhất là vận động người làm nòng cốt cho ban tranh đấu đã được gỡ. Nút thắt lớn nhất đã được cởi bỏ. Một danh sách các thành viên trong ban tranh đấu được thống nhất. Ngoài những người có tên mà cụ đấu vừa nhắc, các anh Nguyễn Hữu Lung, Bùi Quang Liếp là đảng viên lớn tuổi cũng sẽ trực tiếp tham gia công khai đấu tranh với địch cùng các chị em. Trong ban chấp hành phụ nữ xã và tô đảng Đức Đại, chúng ta nhất trí cử cụ đấu làm trưởng ban tranh đấu. Ông Căn làm thư ký, các đồng chí có ý kiến gì không? Nhất trí, những cánh tay rắn chắc dơ cao, họ đã thống nhất thành một khối. Việc theo dõi nắm tin tức địch và thông tin liên lạc vòng ngoài giao cho tổ thiếu niên quân báo của thôn nằm nhiệm mỗi đảng viên được phân công một nhiệm vụ cụ thể trực tiếp chỉ đạo cơ sở quần chúng đấu tranh mọi đảng viên quần chúng đều đã chuẩn bị rất rõ ràng cả về tổ chức và tư tưởng để sẵn sàng đối phó với địch trong mọi tình huống dù đó có là tình huống xấu nhất nếu nó xảy ra lân bước vào nhà lòng anh rộn lên một nỗi niềm khó tả cứu bước theo chồng cô thấy gương mặt lân thoát năm chiêu cô hiểu anh đang rất bề bộn trong lòng vậy là trong cuộc đấu tranh do anh trực tiếp chỉ đạo lần này những người thân yêu nhất của anh đều trong cuộc thậm chí họ còn ở vào vị thế nguy hiểm hơn anh rất nhiều vì họ phải công khai trực tiếp đấu tranh giáp mặt với quân thù mẹ anh vợ anh em gái anh cả những người bà con trong họ ngoài làng của anh họ đứng cùng anh trong một chiến tuyến mà phía bên kia quân địch với những trang bị vũ khí tối tân đang quyết hất họ ra khỏi mảnh đất yêu dấu của mình nhất định anh với họ sẽ phải chiến thắng. Chương 17 Mặt trời vừa đổi đất nhô lên qua những lùm cây núp xúc ngoài rìa làng, những quầng mây màu cam đang dần thoát ra khỏi vòng tròn như cái nông con vừa vây quanh vầng sáng trói lỏa ấy. Hương chủ Đức Đại Đặng Duy Khỏa cùng hương quản và hơn chục cụ trong ban tranh đấu, khăn đóng áo the, đĩnh đạt lên đồn. Hôm nay, các cụ cùng hương chủ hương quản lên, không cần sự kêu gọi của tên xếp bốt. Cụ quang đấu đi đầu, ngoài 70 nhưng cái dáng quắc thước gồ ghề của con người từng trải ấy vẫn khiến làng trên xóm dưới phải nề phục hương chủ hoàn và hương quản tùng trải bước sau cụ một hàng những dòng chữ những chữ trong đơn đã được lên cùng những người trực tiếp chỉ đạo cuộc tranh đấu soạn khá kỹ càng báo cáo xếp cụ đấu đứng thẳng lưng nói với tên xếp bốt bằng tiếng pháp viên xếp bốt ngớ người hắn không tin vào những gì tay hắn vừa nghe được cái thứ tiếng mẹ đẻ của hắn lại được chính ông già quắc thước áo the khăn xếp chính hiệu Việt Nam kia phát âm bằng giọng khá chuẩn ư. Hắn đào mắt nhìn, cả một túc hàng chục người vừa đàn ông vừa đàn bà dáng vẻ nhẫn nhục sợ sệt hàng ngày của dân bản xứ biến đông mất. Thay vào đó, hắn thấy ai cũng có vẻ rất đường hoàng, đĩnh đặc. Chúng nó đến đây làm gì? Đã dục dân chuẩn bị dọn làng đi chưa? Viên xếp bốt cũng không vừa, thấy cụ đấu nói bằng tiếng Anh, nó coi quà nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớn. Thưa sếp, hôm nay chúng tôi đại diện cho dân Đức Đại lên đây, xin được có nhờ với quan sếp. Cô đấu tiếp tục, việc dân Đức Đại chúng tôi bỏ nơi tàn cư, về lại nhờ sự bảo hộ che chở của chính phủ quốc gia, chắc ngài đã rõ. Dân chúng tôi cũng đã nhận được lệnh của quan lớn đuổi làng tôi rồi, nhưng thưa quan lớn, mong ngài cho dân chúng tôi ở lại làm ăn tại nơi quê cha đất tổ. Nếu bây giờ các quan đuổi dân thì dân biết đi đâu, chúng tôi biết làm ăn thế nào để mà sinh sống dân làng đang sống với quốc gia không làm gì sai trái với ý đồn sao đồn lại bắt dân làng phải rời bỏ quê hương ra đi bẩm quan lớn hương chủ hoàn lên tiếng lần trước tôi với hương quản của làng cũng đã thư bẩm với ngài dân đức đại là dân hai năm hai làm chỉ côi cút làm ăn không biết gì đến chính trị quốc gia xin quan lớn thương tình đừng bắt dân dọn nhà rời làng bẩm báo gì tên đồn trường bỗng đổi giọng nó hét lên chúng mày cũng một ruột cả, đều là loài ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, cui cút cái gì chúng mày? chúng mày đã chứa chấp việt minh đánh lại quan trên, nên quan trên mới ra lệnh đuổi hết làng mày đi nơi khác. hạn sau năm ngày nữa, chúng mày không dọn thì quan trên sẽ cho đại bác bắn về. chúng mày nhớ đấy, đúng năm ngày nữa. hắn tuôn một tràng, rồi hầm hầm lao vào phía trong. chỉ còn cái gáy đỏ như da gấc chín, thấp thô, rồi cũng khuất dạng đồng chí lân chịu trách nhiệm chính lãnh đạo cuộc đấu tranh này đồng chí tính thế nào thì tính đi hương chủ hoàn vừa tháo cái áo the vắt lên tay viện kết tràng kỳ tre đã lên nước bóng loáng vừa thở phù phù với ấm nước vối dưới gầm thồi hương chủ ngờ cổ tu ở ngực vòi ấm quệt ngang má để lại một vết nhỏ nổi đen nhánh như mực tàu nó nói ấm ỡ mà ra hạn thế là nhất định nó găng đấy không đùa được đâu thì tôi có bảo đùa cợt gì với chúng nó đâu tôi đã thống nhất với mọi đảng viên của tổ đảng rồi tránh voi chẳng xấu mặt nào không phải mình tránh nó mà phải tìm cách tự bảo vệ mình nhất định nó sẽ câu đại bác vào làng mình phải tìm cách ổn định tinh thần cho bà con đó là vấn đề quan trọng trước nhất ban tranh đấu đã nhất trí đến từng ngõ gõ từng nhà vận động bà con đào hầm tránh đại bác trong nhà vừa làm họ vừa động viên nhân dân giữ vững tinh thần đấu tranh với lính đồn đang sấp ngửa lao đến nhà cụ đấu. Lân giật mình bởi tiếng gọi giật giọng vọng qua hàng rào găng trước mặt. Lân lân lân, mái đầu bù lên như cái nơm nhỏ nhung lên. Tình hình lên đồn thế nào rồi? Nó có nhường bộ cho mình ở lại làng không? À chú, cháu cứ tưởng ai, làm gì có. Mình lên là việc của mình, chú lạ gì? Đời nào nó lại nhượng bộ mình nhanh thế? Lân rẽ một lối nhỏ bên hàng rào chui đầu sang. Mẹ nó, tuyến co chân đá đá vào gốc rào găng. Tao đã bảo rồi mà, với cái lũ đầu đất đấy, nói làm gì cho nó phí nhời. Cứ ở lại, nó đến là choảng, có thế thôi. Chú trả vải đe, nó hàn cho dân mình trong năm ngày nữa không dọn đi, ta nó nã đại bác về. Dân chết thì đừng có kêu than, cháu đang bù hết đầu. Thế à, thế thì à, gay đấy, mày định thế nào? Thế nào nữa, ban tranh đấu đã cùng với tổ đảng vận động bà con làng mình, đào hầm tránh đại bác trong nhà rồi. Nhà nào ít người thì đào một hầm, nhà nào đông người phải đào hai ba cái, dân mình cũng mệt, có tí thanh niên trai tráng, phần đi thoát ly vào bộ đội chủ lực, phần bán thoát ly du kích, phần lại bị chúng nó bắt lính, gay quá. À hay chú cho anh em du kích về đào giúp cho bà con, đỡ được ít nào hay ít ấy. Ờ à, tao cũng định như thế. Đêm nay anh em sẽ về. Thế thì hay rồi. Chú đưa anh em về vừa đào hầm giúp bà con, hướng dẫn bà con cách cẩn nấp vừa để bà con thấy bên cạnh họ còn có lực lượng du kích chiến đấu. Gì chứ, cánh quân chiến đấu bên cạnh, tinh thần bà con phấn khởi yên tâm lên nhiều đấy yên chí đêm nay chúng tao sẽ về giờ mày đi đâu thì đi đi nhá tuyến nói rồi vọt đi lần rẽ rào qua nhà cụ đấu mấy đêm liền tuyến dẫn anh em du kích bán thoát ly của thôn đức đại về giúp đỡ nhân dân đào hầm cứ tìm những chỗ thật an toàn mé sân cạnh bếp bên bờ tre bụi chuối không khí cả làng nóng dần lên khẩn trương căng thẳng trời đã tối bóng đêm mờ mờ lẫn trong ánh sao chỉ thi thoảng có ánh nền chập chờn thoát ra từ những chiếc chụp tre nhoáng nhoàng dọi một vết sáng như lên qua khe cửa hẹp rồi tắt lịm những bóng người lầm lũi trong bóng tối những chiếc cuốc chắc nịch xoáy vào không gian đêm tĩnh lặng đến không ngờ càng khiến tiếng cuốc đầu hầm như tiếng ruột gan người đức đại nện sâu vào đất âm thanh ấy như khoan vào màn đêm nó như lời hứa sẽ kiên gan bền trí với mảnh đất này. Những gì chắc chắn nhất còn xuất lại trên mảnh đất nghèo này đều được người dân Đức Đại đem ra chống hầm, quyết một phen sống mái với địch. Này, nhà lân, hầm hố bên ấy thế nào rồi? Thấy bóng cứu thấp thu ngoài đầu thềm, từ bên này rào tuyến hỏi với rằng, nhà cháu cũng tươm tươm rồi ông ạ, chỉ thương mấy bà con bên kia, Nhà neo người quá Hầm hố chưa đâu vào với đâu lát mấy chị em cháu Bên chỗ phụ nữ cũng phải chạy sang đó Giúp bà con một lúc đây Ờ à, Bấn bẩn quá Cũng không sao nghĩ ra được Để tao cho mấy đứa trong tổ du kích Sang giúp cho họ mới được Nhà lân về chưa Nhà cháu vừa nhào về Đang à, tụt tạt nhai mấy miếng khoai ở trong nhà Bài như nhà cháu đang đợi chú thì phải Ờ à, Ờ à, Để tao nhảy ra ngoài chỗ mấy đứa rồi quay lại cứ để đo nuốt thêm vài miếng nữa khổ vì làng vì nước đến cơm cũng chẳng kịp nuốt nói gì đến nhìn mặt vợ mày cũng rõ khổ chờ tuyến chia nhỏ tổ du kích về từng nhà giúp dân lân kéo ông chú đích thân đi đôn nốc việc chuẩn bị hầm hố trước mắt họ màn đêm như sẫm lại con sông ngoài xa đang mùa nước nổi tiếng bìm bịp kêu báo nước dòng khắc hoài gió từ ngoài đồng lại cuộn về đến chỗ rẽ lân giật áo tuyến Nhà ông Tâm chỗ này đây chú ạ Nhà chỉ có hai ông cháu Vợ chồng anh Tâm đều chết cả rồi Không biết hầm hố thế nào rồi Mình tạt qua xem Ờ, à, ờ à. Trong bóng đêm mờ mờ Ông Tâm năng lũ khụ kéo từng gầu đất Giữa đêm tối, Lân vẫn nhận ra Khuôn ngực lép kẹp của ông lão phập phòng Khiến hơi thở thoát ra Khò khe, khó nhọc Thấy hai chú chóng Lân bước vào Ông Tâm dừng tay kéo đất Cười khọt khẹt trong hơi thở gấp hai chú cháu anh lân sao lại vẫn mò mẫm với chúng tôi thế này hay lại không an lòng hả yên trí đi có chết cũng còn phải nói lời giã biệt quê cha đất tổ đã chứ rồi ông lão ngâm nga quê hương nghĩa nặng tình sâu thôi thôi được rồi quà để chú cháu tôi giúp cụ một tay lân nói rồi cầm lấy cuốc anh nhảy xuống cái hầm đang đào dở chỉ một lát tiếng cuốc đã thình thịch khoét vào ruột đất những gia đình neo người trong thôn được mọi người xuống vào giúp sức chỉ trong khoảng 3 ngày, mỗi nhà đã chuẩn bị đủ cho mình chỗ trú ẩn, dẫu chưa thật an toàn, nhưng cũng khiến lòng người dân đầm lại trước bão táp quân thù khi họ biết chắc chắn nó sẽ trút xuống đầu mình. Những tiếng đại bác gầm rít trong không gian nổ chát chúa, khoét những cây hố sâu hoắm đầu tiên trên mảnh đức đại. Đàn đại bác từ bốt rỗ bay vào nàng ù ù như trời chờ bão những mái nhà bị lật tung ném lên không trung bốc cháy đùng đùng đã có hạn năm ngày đồn phương điếm gia hạn cho nhân dân đức đại ngôi làng ấy vẫn im lìm không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ người dân ở đây sẽ rời làng như lệnh đồn đã đuổi và những quả đạn đại bác đòn lờ bay vun vút trong không trung lao đến từ cái bút rỗ gớm ghiếc như con quỷ nổ chát chúa trên đầu cả ba bể bốn bên không nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân mảnh đất này xuống hầm xuống hầm mau tiếng hét thất thanh chạy dài theo các đường ngõ vòng vèo như ruột gà trong làng lần đôn đáo khắp nơi nhắc nhở bà con ẩn nấp ruột gan khiếu như thắt lại theo mỗi bước đi của chồng do có sự chuẩn bị trước nhân dân xuống hầm ẩn nấp rất nhanh loáng cái chẳng thấy bóng dáng ai trên mặt đất ngoài trừ mấy con chó mèo sồng chân chạy nháo nhác nhiều loạt đại bác từ đồn phương điếm rơi xuống khắp làng nước đại nhà cửa bị thiêu rụi rất nhiều lửa đã bốc lên hơi nóng phả ra bỏng rát không gian mịt mù khói bụi chiều muộn khoảng không gian phía tây hừng hực một màu đỏ máu địch đã ngừng bắn không còn thấy vãi đạn sang làng chưa thấy dấu hiệu gì là quân địch từ bốt rỗ sẽ càn làng ngay đại bác vừa ngừng lân nất tập hợp anh em trong tổ đàng đức đại quân này ôn thật tì vừa đập đập hai bàn chân vào nhau xoay người ngồi xuống bên thềm hè Bà giáo thuận bưng ra một rổ con khoai luộc. Thầy đến trước mặt mấy anh em. Thì làm gì có ai nghĩ là nó không ác đâu. Giống quỷ mà sao hành động như người được. Mấy anh em tranh thủ vừa bàn bạc, vừa nhai lấy vài miếng. Cuộc này xem ra là còn phải lâu dài đấy. Không thể nhanh chóng đấu với chúng nó được đâu. Cậu cháu anh em là cứ phải bảo nhau cẩn thận. thì đầy giá khoai về phía bà giáo. Bà cất đi đi. Chúng em đang dối hết cả ruột. Lòng dạ nào mà nhai nuốt lúc này Lần mày tập hợp tình hình các xóm thế nào Cháu vừa đảm một lần rồi Nhà cửa nó thiêu cháy không ít Còn người thì chết mất hai Nhà nào thế Tao ở tít mãi cuối làng Hết tiếng nổ là bổ nhà về đây Chưa biết đầu cua tay nhau thế nào Tì nhồm hẳn người về phía lân Chết anh vận ở xóm hoài và bà phễu Cả hai đều bị đàn đại bác khoan trúng hầm Cháu cũng vừa ở đấy Đã cùng gia đình họ moi được xác lên rồi Nhưng cháu đang nghĩ Không thể bỏ qua trong bọn bốt rỗ chuyện này nếu mình không tranh thủ ngay mà vận động dân đấu tranh với chúng nó, khiến chúng trùn tay, là chúng nó sẽ làm tới. Rồi thì không chỉ là hai người đâu. Mình không đấu tranh là chúng sẽ giết dân mình không ghê tay đấy. Nhà anh vận bà phễu trao cũng làm công tác tư tưởng rồi. Hai người chết cũng đã được làm những thủ tục sơ sơ. Họ cũng đã chuẩn bị cáng để người làng khinh xác người nhà họ lên đồn đấu tranh. Việc này phải tổ đảng lãnh đạo. Các cụ trong ban tranh đấu cũng đã sẵn sàng. Không thể để bọn bên đồn kiếm cớ đàn áp lại dân mình được. Vậy phải làm thế nào? có khi mình phải bạch sẵn xem nói những câu gì, nói như thế nào, chứ không u Minh ngủ cạc được đâu. Mọi người đã nắm chắc vị trí mình phải chỉ đạo rồi. Việc trước mắt là anh em làm thế nào vận động bà con tập hợp thành đoàn đấu tranh thật nhanh. Mình sẽ cho người cáng xác anh vận bà vệ ú sang đồn đấu lý với chúng nó. Liệu khoảng mấy giờ thì mọi người hoàn thành công tác vận động của mình? Làm gì mà phải mấy tiếng? Chúng tôi làm ngay bây giờ. Dì chứ dân mình cũng đang sẵn lòng căm bốt dỗ rồi, gọi là họ đi ngay thôi. Không chủ quan được đâu, cam thì cam nhưng cũng không phải là không sợ, vì thế mình phải rất khôn khéo trong người vận động bà con, phải để bà con an lòng mà thấy lẽ phải thuộc về mình, mà tướng còi đấu tranh với chúng nó. Thôi, bây giờ anh em ai vào việc đấy, một tiếng nữa chúng ta gặp lại, thống nhất cách thức cụ thể. Cầu Lân, Cầu Lân ơi! Lân giật thoát người bởi tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vọng vào. Ai như tiếng trị sự, Hiếu hối hả đứng dậy. Chị Sư à, chuyện thế nào rồi chị? Cậu ấy đâu? Chị Sư lao vào mặt căng thẳng âu lo. Em đây, đang định nhào ra ngoài mấy gia đình có người chết đây. Lân từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa lấy hai bàn tay xoa mặt. Mắt anh đỏ khé, đôi mắt của người mất ngủ quá nhiều. Ở ra ngay đi, mấy nhà ngoài dìa làng cạnh nhà bà Phễu đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi sơ tán hết cả rồi. Thật không chị? Em vừa ở đấy về, có thấy gì khác thường đâu? Chán nhân nhíu lại, thế này thì không được rồi. Sao lại còn thật với giả gì nữa? Họ đang gói ghém kia người ra người vào bàn tán đông lắm. Chả là mọi người tập trung bên nhà bà phễu để lo hậu sự mà. Cậu phải ra ngay xem thế nào, chứ một hai nhà đi được thì những nhà khác nghĩ sao? Để em ra. Lân với tay lên cây cột nhà nhấc cái áo cánh đang treo trên cây đinh cột. Này, bà giáo thuận đứng dậy. Con ra đấy luôn đi, để u qua nhà cụ đâu rồi sẽ ra sau. Cứ bình tĩnh con nha. Vâng, lân tất tả chạy theo chị sự khiếu hối hạ chạy theo chồng vừa chạy cô vừa quài tay về phía gáy vướng lại bối tóc vừa vướng cành tre gai ngang cổng tuột xuống sổ tung ra những gói to bọc nhỏ ngổn ngang trên nền nhà bà cà tốt nồi niêu ấm tách chén bát tất tật cho vào những tay nải bị cói bao tải bà cà tốt mặt tái mét cắt không còn giọt máu vừa nhìn thấy lân đã miếu máu tôi tôi phải tội với chú với làng tôi đành chịu cả nhà mẹ quá con côi Tôi kinh lắm rồi. Chết, chết, vừa mới ủng hoàng nguyên tai, đánh nhoàng cái nhìn sang bên nhà chú vật đã thấy lửa cháy đùng đùng, rời đất cứ gọi là mù mịt rồi khét lèn lẹt. Đây, nói dại, sáng ngày mà quả đại bác ấy rơi trúng nhà tôi thì giờ tôi cũng rồi bu đặc rồi, chứ còn ngồi đây mà thở than được với chú hay sao? Thôi, chú bắt tội thế nào tôi cũng chịu, nhưng tôi không ở lại được nữa rồi. Mẹ quá con côi, ông ấy khuất, tôi chỉ còn mỗi mình thằng cu tít. Nó có mệnh hệ nào thì nhà chồng tôi mất giống tuyệt nòi. Chú tha tội cho. Nhìn gương mặt bèo bạo đầy nước mắt của người đàn bà quá bụa. Lân giấu tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng. Ba có tội gì đâu. Chúng bắn giết như thế. Con người ta. Ai cũng lần ra đến thịt. Ai chẳng sợ hả bác? Ôi giời cao đất dày ơi. Chú thấu được cho mẹ con tôi như thế. Tôi ơn chú lắm. Tôi đang không biết ăn nói thế nào với chú đây. Bà cà tốt cô hai tay lên trời như người chết đuối, của tìm vật bám víu cuối cùng. Tôi cũng biết, việc đi hay ở không ai bắt được bác cả, bác nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Làng mình không phải ai cũng hiểu được cho ước nguyện của chúng tôi. Giữ làng giữ đất cũng có phải giữ riêng cho một mình nhà nào. Nếu không ai định giữ thì mình tôi có chết cũng không làm gì được. Thân tôi cũng vậy thôi. Ai chẳng sợ chết. Nhưng vì mảnh đất hương hỏa, vì mồ mà tổ tiên, bà con làng mình ở lại cả, nhưng bác muốn đi, cháu có giữ cũng đâu có được. Giữ người ở, ai giữ được người đi? Bà cà tốt ngừng thu dọn ngẩng lên nhìn lân chằm chằm. Vừa lúc ấy, cụ đấu trường ban tranh đấu của thôn cùng bà giáo thuận bước vào, mái tóc bạc như cước của cụ đấu rung rung. Cầu lân, nó no, nói phải đấy. Giữ người ở ai giữ được người đi Nhà bác muốn đi thì tùy bác Nhưng bây giờ hai mẹ con bác chạy đi đâu bác có ai thân quen ở những làng khác không? Khổ, những lần trước tàn cư còn có làng xóm láng giềng. Dẫu không nhà không cửa cũng có bà con tối lửa tắt đèn. Lần này mẹ con bác đi, thân cô thế độc, chỉ có một mình, liệu mà toan tính. Thế các cụ già thế cũng ở lại sao? Bà cả tốt ngước đôi mắt chi chít mít dạn chân chim, ẩn ẩc nước nhìn cụ đấu. Đằng nào chả một lần chết, bà thấy con người ta cũng có ai sống mãi được đâu chết nơi quê cha đất tổ có bà con xóm làng trả hơn chán vạn chết không đất chôn nơi xứ người hay sao thời buổi hòn tên mũi đạn mù trời này chỗ nào chẳng như chỗ nào làm gì có nơi nào không có tên rơi đạn lạc chả như tôi ngay đến nhà bà vận kia con trai vừa bị đại bác bắn chết chiều nay đấy tình có thấy bái nói gì đến chuyện dọn đi đâu đâu nó vừa hù dọa thế mình đã côn cút cuốn gói chẳng thà mình thua nó hay sao ai đi cứ đi những ai ở lại sẽ cùng tôi đâu với chúng nó đến cùng thì thôi có chết cũng phải chết cho đàng hoàng đúng nay bà ạ à. thôi Cô đâu có đi sang bên nhà chị phễu tí không tôi sang bên ấy xem thế nào bà cứ tính toán cho kỹ đi ạ à. Kéo đi thì dễ mà đến lúc muốn quay về với bà con lại khó thì à, ta sang bên đó xem thế nào tội thật mà cái nhà anh chồng chị phễu cũng đến là gan Vợ bị thế mà cấm cô hé răng than khổ hay muốn dọn đi. Mà thằng Lân đâu nhỉ? Đây rồi. Mày xem tập hợp bà con nhất định không bỏ qua cho bọn bút phương điếm bụ này. Bà con tập trung bên đấy đủ rồi đấy quạ. Lân chỉ tay sang nhà chị Vĩu. Đám đông người lối nhố trên mảnh đất sân ngay bên cạnh cái nền nhà bị cháy đen rụi. Chỉ còn hai cái cột nhà đổ siêu đổ vẹo và cái hố đạn đại bác toàn hoác ngay trên cái nền bếp cũ. Cháu đã thống nhất với tổ đảng rồi, mình phải tổ chức bà con khênh ngay hai người bị trung bắn chết hôm nay lên đồn nhất định đòi chúng đền mạng hẳn thế không thể lơ mơ để chúng tự tung tự tác muốn hoành hành thế nào cũng được thế đi cô đầu khoát tay mọi người kéo nhau sang cả bên nhà chị phễu chỉ còn trơ lại hai mẹ con bà cả tốt cô tít thấy vậy đùng đùng đá chân vào cái bị cói đựng mấy cái nồi bẹp vùng vằng làng chẳng có ai đi mà bu đòi đi con không đi đâu con ở lại đây và tổ thiếu niên quân báo với bọn thằng tiềm thằng trừ Nói rồi nó co càng chạy theo mọi người. Còn mình bà cả tốt ngồi trưng hưởng giữa mớ đồ đạc ngổn ngang. Rồi bà lầm lỗi đặt từng thứ một vào chỗ cũ. Chiếc đèn quang treo lơ lửng giữa nhà. Căn nhà nhỏ vốn đã thấp càng thêm lụp sụp bởi thứ ánh sáng lờ mờ. Lân ngồi bất động, hai tay chống cầm. Một con thạch sùng từ trong hốc vách bò ra, bám chặt trên chiếc xà ngang. Nó ngóc đầu nghiêng ngó xung quanh. Cái ức trắng như trứng nhện phập phòng, phía cuối thanh xà một con chuồn chuồn tương đang chấp chới đôi cánh mỏng lại có một cuộc chiến sắp xảy ra lân chợt nghĩ dân nước đại hiện giờ không khác gì con chuồn chuồn đang đập cánh xè vỗ cánh kia và quân địch trong bút rỗ không khác con thạch sùng đang rình mồi kia là mấy nếu chuồn chuồn mất cảnh giác không đề phòng nhất định sẽ chết bởi thạch sùng anh và những đồng chí trong tổ đảng nhất định không thể để tình trạng ấy xảy đến với người dân nước đại họ sẽ phải chiến đấu đến cùng cụ đầu từ ngoài sân bước vào theo sau cụ mấy người trong ban tranh đấu cùng các đảng viên trong tổ đảng đức đại cũng kịp tới lân triển khai nhanh việc này không thể chậm trễ được các đồng chí báo cáo tình hình vận động bà con đi đấu tranh xem đến đâu rồi tất cả các xóm chúng tôi đã hoàn tất tinh thần của bà con lên rất cao bà con không ngại gì khó khăn không sợ nguy hiểm ít nhất là mỗi nhà cũng có một người vậy là ổn rồi bây giờ ta chuẩn bị sẵn những điều phải lên đấu với chúng nó các đồng chí cần nắm thật chắc ở đây mình chủ yếu đấu tranh theo hình thức chính trị là chính tránh gây đổ máu càng mất căng thẳng càng tốt chủ yếu phải là được mục đích trước mắt của mình là chúng nó không được bắn đại bác vào làng giết hại dân nữa tôi phân công thế này trước khi anh lân tổ trưởng tổ đảng người chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo dân làng đấu tranh chống dồn dân đuổi làng phân công nhiệm vụ tôi có ý kiến cô đấu đứng dậy như các anh các chị đã biết việc đấu tranh này đảng chưa công khai. Chính vì vậy, những đồng chí trực tiếp lãnh đạo như đồng chí Lân nhất nhất không thể xuất đầu lộ diện. Vì vậy mà việc đấu lý với chúng, ban tranh đấu thôn chúng tôi sẽ trực tiếp đứng ra. Các đồng chí chỉ đạo từ xa là được rồi. Nhất trí như vậy, những người dự họp đồng tình không thể để các đồng chí lãnh đạo xuất hiện trực tiếp được. Nếu không địch sẽ nắm được mọi đầu mối của ta Tổ thiếu niên quân báo sẽ làm nhiệm vụ liên lạc nhận báo cáo từ ban tranh đấu truyền đến ban lãnh đạo và truyền lệnh của lãnh đạo tới ban tranh đấu. Chúng ta phải phối hợp thật nhịp nhàng. Tỉnh ủy Hải Dương, huyện Gia Lộc và tri ủy Nghệ Hưng cũng đã thống nhất kế hoạch chỉ đạo như vậy. Chúng tôi sẽ triển để thực hiện kế hoạch này. Lần nhắc lại, bây giờ chúng ta vào việc chính. Toàn bộ bảng đấu lý với bọn trên bốt rỗ sẽ do cổ đấu đảm nhiệm chính. Những người làm nòng cốt trong ban tranh đấu sẽ cùng phối hợp với cổ đấu thực hiện nhiệm vụ này. Việc khiêng cáng sẽ do phụ nữ đảm nhiệm, tổ phụ lão cứu quốc đảm nhận phần khích lệ động viên tinh thần những người đi đấu tranh bây giờ chúng ta cùng tản ra cùng với gia đình anh vận và chị phễu chuẩn bị võng cáng đòn khiêng để đánh lạc hướng địch tôi đề nghị thế này tất cả những người tham gia vào cuộc đấu tranh đòi bồi thường nhân mạng này đều phải thắt khăn trắng trên đầu điều này có nghĩa là gia đình đòi bồi thường mạng không mang ý nghĩa chính trị gì với bọn địch ở đây để chúng không thể có cớ nói là dân nghe việt minh xúi giục các đồng chí thấy thế nào sáng kiến đấy chúng tôi nhất trí vậy có ai còn ý kiến gì thêm không làm thôi chứ còn ý kiến ý cò gì nữa Cậu Lân đưa ra kế sách ấy là hợp lý quá rồi Nhất trí thôi Mọi người tỏa ra các ngõ Chỉ một lát đoàn người tập hợp tại đình làng Đã đông như kiến cỏ Cô đấu cùng ban tranh đống luôn sẵn sàng Vẫn dáng điệu quắc thước chậm rãi vốn có cụ cất giọng Thắt hết khăn trắng lên đầu đi bà con Tiếng cổ đấu sang sàng Nhà ai có khăn trắng cũng cứ bỏ ra thắt hết lên đi Chẳng cần phân biệt họ hàng hay không Càng đông người thắt khăn trắng càng tốt đám thanh niên phụ nữ chuẩn bị xong chưa chúng cháu xong cả rồi đây quạ anh lân đang chọn người khiêng cắn lân của mọi người đặt xác anh vận và bà phễu lên hai chiếc võng mỗi đầu một người khiêng khăn trắng dập trên những mái đầu xanh nhìn từ xa như đàn cò bồng nhau tìm về lại trốn cũ đoàn người khăn trắng trắng trên đầu lũ lượt kéo nhau hướng sang phía bút phương điếm ôi giời cao đất dày ơi sao nhà tôi khổ thế nhà ơi Ôi chị ơi là chị ơi, sao chị chết oan chết uổng thế này? Chị sống hiền lành, có làm gì ai đâu mà rời nỡ đầy đọa chị thế này chị ơi. Tiếng khóc than rộng rắn theo hai chiếc cánh mỗi lúc một thảm thiết. Người ta khóc, người ta kể lệ tất cả hợp thành một bản hợp âm thật não nề. Đoàn người càng đi càng đông, dân hai bên đường nghe tiếng than khóc nháo nhào đổ ra. Ôi rồi ôi, tưởng về với chính phủ quốc gia thì êm cửa êm nhà ai ngờ nên cơ sự thế này ôi em ơi là em ơi ông đổi ơi là ông đổi ơi dân tình làm gì nên tội mà ông cho pháo bắn giết thế này dòng người kéo theo tiếng khóc than diễu qua bà con ngoài phố nhìn nhau chỉ trỏ khốn nạn thật bốt dỗ cho quân đội dội đại bác và đức đại người chết nhà cháy sao mà tang thương thế kia bọn này ác quá làm sao chúng nó có thể ước hiếp dân mình quá như thế được? À, đi nào bà con, đi lên xem con đồn giả nhời việc này như thế nào nào. Người này gọi người khác, người ta kéo nhau nhập vào, đoàn đấu tranh ngày một đông. Họ nối thành một khối dài, kéo nhau rẽ vào đầu phố rỗ. Hai chiếc cáng tiến đến cổng đồn mấy tên lính gác hò nhau đóng cổng đồn lại dòng người ứng lại như thủy triều lên gặp con đê chắn lũ tiếng khóc than ngày càng não ruột đoàn người kéo đến bốt rỗ hai cánh cổng sắt khép ý mỉm chỉ thấy bên trong cánh cổng vài tên lính canh đứng đấy tình chẳng thấy thằng quan tây nào mấy chú lính ơi cho chúng tôi vào gặp xếp bốt một lát thôi cô đấu tiến lại gần mấy tên lính gác giọng nhẹ nhàng phí rau cụ, đoàn người vẫn rùng rùng tiến đến ngày một đông. Không khéo chỉ một cú hít tay, hai cánh cổng kia bật ra, chưa biết chừng. Quan đồn đi vắng. Cậu muốn gặp quan đồn có việc gì? Một tên lính hầm hầm bước tới trước mặt cụ đấu. Nó hất hàm về trịnh thượng. Đấy, các chú xem. Bà con dân làng, nào ai làm gì đồn, mà đồn cho đại bác bắn vào. Các chú thấy không? Những người đàn ông đàn bà hiền lành kia thì họ làm gì nên tội nào? họ có gì khiến cho đồn tức giận đâu vậy mà tại sao họ lại chết tang thương thế kia ôi giời ơi là em ơi sao em lại chết khổ chết giờ thế này các chú ơi bà chị gái bà phễu nao đến túm chặt lấy một bên cánh tay của tên lính gác mà kêu khóc tên lính hoảng hốt lùi lại nó sợ hãi chia súng bắn mấy phát lên trời để thị uy lùi lại lùi lại không bắn chết bây giờ Mấy tên đính lên nạn rôm rốp, nhưng cũng có những tên lần vào sau lưng đồng bọn, thoáng tới cặp mắt trúng đỏ hoe. Sao ông lại khổ thế này hả ông đồ nơi? Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng kề lể lại ầm mỹ cả cổng bốt. Dòng người sáp lại càng lúc càng đông thêm. Giữa tiếng khóc than, người ta đã thấy cả không khí hừng hực lửa căm thù. Quan đồ nơi, chị tôi, em tôi không làm gì nên tội đồn bắn chết thế này giờ lấy ai nuôi mẹ già con dài cho chị cho em tôi đây quan đồn trả lại mẹ trả lại chị trả lại em cho chúng tôi đi ôi quan đồn ơi là quan đồn ơi hai cái cáng khiêng xác người chết vẫn lắc lơ trước cổng đồn cô đấu lại tiến lại gần mấy tên lính canh các chú các chú làm ơn làm phúc cho chúng tôi bảo gặp quan đồn một lúc tôi tôi cậy nhờ các chú đấy cái mạng già này của tôi thì làm gì được ai mà các chú phải ngại không được, lùi lại, ông già lùi lại. Cô đấu cùng mấy người trong ban đấu tranh vẫn tiến lại gần. Đám lính đồn co càng cụm lại, không thể để dân cứ tràn lên, dồn lên như nước lũ mùa tháng 8 trước cổng đồn như thế. Một tên lính lách mình qua cái khe hẹp giữa hai cánh cổng chạy vào. Một lát nó chạy trở ra thì thầm vào tai thằng đứng cạnh, rồi hóng mắt nhìn vào phía trong. Thằng Tây xếp đồn không biết chui vào xó xỉnh nào mất. Nó cho mấy cái tên cai người Việt ra. Hai cái chân khuỳnh khuỳnh như hai chân vịt bơi đỡ cái thân hình béo lùn nhìn như cái nấm di động. Tên cai đội hết bộ mặt lưỡi cầy chi chít vết dỗ hoa. Chắc do di chứng của bệnh động mùa còn sót lại. Hắn chỉ tay vào đám đông quát thị uy. Chúng mày dám đến tận cổng đồn làm loạn cả. Dân Đức Đại quả là to gan nhớn mật để chúng tao xem lá gan của chúng mày to bằng mà ngần nào. Cái đồng rút khẩu súng lục rất bên hông, quay mấy vòng loang loáng. Đứa nào xui chúng mày làm chuyện này? Già dạ bông ông cai, ông nói vậy thì oan cho dân chúng tôi quá. Ông thấy đấy, dân chúng tôi không một tấc sắt trong tay, có gì đâu mà bảo đoàn làm loạn. Cô đấu tiến lên một bước, đứng đối diện với cai động. Mà cũng chẳng ai xúi bẩy gì chúng tôi đâu. Mong ông cai rộng lòng soi xét, đừng nói như vậy mà tội cho dân. Ông nhìn đây. Cô kéo hai chiếc cáng khiêng xác người chết lại gần. Hai bộ mặt bị đạn đại bác thâm đen, biến dạng. Mùi từ khí bắt đầu bốc lên, lạnh lạnh. Cái đồng đột nhiên lùi lại. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu, đào như mắt cú. Nhìn ngó gì? Kéo nhau đàn đàn lũ lũ kêu khóc om sòm ngoài cổng đồn. Không là làm loạn thì còn là cái gì? Cứ nghe bọn Việt Minh suối bảy chống lại quan đồn thì chỉ có thiệt thân. Còn kêu ca cái gì? Cai động vớt vát xin ông cài đừng đừng nói như vậy tôi cho dân lành dân chúng tôi đang sinh sống làm ăn yên lành cơn cớ gì các ông ná đại bác mà làng tôi đốt nhà giết người dân vô tội cha mẹ vợ con các ông ở nhà nếu cũng bị thế này không biết các ông có ngồi yên được không bà giáo thần bước lên bàn tay cầm cái nón cũ lá nón đã ngả màu thâm lại ờ à, ờ tên cai động ngắt ngứ như gà mắc tóc nó lồi dần vào phía trong, đẩy một thằng khác ra. Xin, xin các ông, mong các ông mời xếp bốt ra đây. Dân chúng tôi hôm nay sang đây chỉ muốn hỏi quan xếp bốt xem cơn cớ gì lại giết dân vô tội. Phù hòa với lời nói của cụ đấu, tiếng khóc lại rộ lên. Những tiếng than vãn não nề vọng ra khiến người yếu bóng vía phải dùng mình. Ôi chị ơi là chị ơi, chị chết oan chết ức thế này, chị có làm gì nên tội mà họ giết chị chị sống côn chết tiêng về vật cổ mổ mắt những kẻ đã gây nên cái chết của chị chị ơi thôi thôi viên cai dáng rong ròng mặt mũi có vẻ thương sinh vừa ra thay cai động xua xua tay các quan hôm nay đều đi vắng cả rồi bà con có yêu cầu gì cứ nói chúng tôi sẽ về bầm báo lại hắn có vẻ nhã nhặn nói với bà con cảm ơn ông cai cô đấu chắp hai tay vào nhau lại chỉ vào cái xác chết đang nằm trên cáng viên cai lùi lại hắn đưa tay bịt mũi mặt tái dần khi thấy đôi chân người chết lòi ra từ manh chiếu đắp hờ trắng bợt bạt dân chúng tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều việc lùng bắn ai là việc của các ông dân lành chúng tôi không quan tâm nay chúng tôi hồi cư là muốn được sự che chở của chính phủ quốc gia Đại quan đồn vô cớ bắn đại bác, đốt nhà, giết người. Chúng tôi sang đây chỉ yêu cầu quan đồn bồi thường thiệt hại nhà cửa, tính mạng cho dân. Dân chúng tôi vô tội, quan đồn vô cớ cho lính bắn phá, đốt nhà, giết người thì phải bồi thường. Nếu không, chúng tôi nhất định không rời khỏi đây. Thấy cổ đầu nói cứng, thằng cay mặt dỗ tổ ăn bầu lại lao ra trợn mắt. Chúng mày không về ông cho lính bắn sạch bây giờ, Sao ông cai lại nói như vậy? Cùng dòng máu đỏ da vàng, ông không thấy dân chúng tôi quá khốn khổ rồi ư? Phía sau, cổ đấu, dòng người lại cồn lên, dành lên như sóng cuộn. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu ngày một lớn, cả khối người đang đứng trước cổng đồn sôi sùng sục như một trào dầu. Viên cai có dáng dấp Tư sinh lại chạy ra, hắn khóa tay phần bùa với bà con. Mong bà con bình tĩnh. Sự việc xảy ra là do các quan lớn trên tỉnh ra lệnh nay các quan lớn đều không có ở đồn, bà con có yêu cầu thế nhất định chúng tôi sẽ về bẩm báo lại. còn bây giờ đề nghị bà con cứ về nhà đi. thôi, tê là hôm nay nhất định quan lớn ở trong đồn không tiếp kiến bà con đâu. chúng tôi bảo thật, bà con cứ về nhà chuẩn bị cẩn thận thêm đi, nhất định quan đồn sẽ còn cho bắn đại bác nữa đấy. một người lính vóc dáng nhỏ thó ghé tai chỉ sự nói chị sự gật đầu lần vào đám đông tìm tìm trong tổ thiếu niên quân báo tìm tách đoàn người chạy đi không biết gặp lân ở chỗ nào và anh đã thay mặt tổ đảng chỉ đạo những gì chỉ thấy một lát sau tiềm chạy lại mặt đỏ gay tháng bảy heo may mà mồ hôi đầm đìa trên mặt chị sự tiến lại gần cụ đấu phía trước mặt viên cai mặt thư sinh đang toát mồ hôi bà con cứ về đi nhất định tôi sẽ bẩm lại với quan đồn những gì bà con yêu cầu hôm nay giờ bà con có ở đây chờ thì cũng không biết đến khi nào quan lớn sẽ về nhất định tôi sẽ bẩm lại nghe vậy cô đấu khoát tay quay lại dân chúng ông cai đã có lời như vậy chúng ta không nên gây khó dễ với các ông ấy nữa nhưng ông nhất định phải về bẩm lại với quan đồn nếu không nhất chết chúng tôi cũng sẽ chết tại sân đồn này rồi tố lên quan tỉnh dân chúng tôi cần yêu cầu quan đồn không được bắn lại bác tùy tiện giết hại dân lành <tôi> bây giờ gia đình tôi sẽ mang xác hai người nhà chúng tôi về chỉ mong đồn giữ nhời với dân đoàn tranh đấu đòi đồn phương điếm phải bồi thường thiệt hại rời cổng đồn tiếng khóc theo chân những người xấu xố về lại làng đức đại không phải lân không muốn cho dân đấu tranh đến cùng anh nhận thấy lần đầu tiên giáp mặt với quân địch việc đấu tranh của nhân dân với chúng như thế là tạm đủ chỉ nhìn hình ảnh mấy viên xếp tay trốn biệt đầy mấy tên cai người việt chạy ra chạy vào côn cốt như chó cột đuôi để bầm báo phân bùa là đã đủ lắm rồi nếu mình cố gắng sẽ bất lợi anh chỉ đạo mọi người đem xác anh vật bà phễu về nhà an táng một phần xuống lại lo tang ma cho hai người xấu số phần dân còn lại xuống tay dựng lại nhà cho những gia đình bị cháy đội du kích thôn cũng về giúp bà con khắc phục hậu quả trận đại bác này ngày thứ hai sau cuộc đấu tranh cái nắng tháng tám ong ong như vãi trấu trên đầu trời xanh ngắt không một gợn mây. đã gần nửa tháng nay bầu trời cứ vòi vội oi nồng như thế những mái nhà bị cháy đổ sập trong trận đại bác vừa rồi đã được dựng lại mùi buồn vách chát còn nồng nồng như vừa được móc từ đáy ao lên chỗ trắng chỗ thâm loang lổ như tấm da báo những mái giả lợp vội như như tấm áo của những người cầu thả mặc xong chưa kịp vuốt nếp lần đang chờ mấy người trong tổ đảng đến để kéo sang nhà cụ đấu hội ý rút kinh nghiệm giữa cái ngột ngạt oi nồng anh bỗng thấy thèm một trận mưa rào đến lạ nghĩ tới mưa tự nhiên những đường gân thớ thịt trong người anh nhão ra lần có cảm giác hàng nghìn hàng vạn giọt nước ly tê đang chảy trong huyết quản đang lan ra bò dần suốt những mạch máu trong người anh thấy như mặt mình dịu lại ngày thứ ba mới từ sáng sớm những tiếng đại bác lại gầm rít là nhà mảnh đất đức đại cày sới địch lại tiếp tục nã đại bác sang nàng những viên đại bác rời nòng đỏ rực cày ủi tất cả những gì vướng víu trên đường đi của chúng những cây chuối phạt ngang thân lá cháy xém như bị hương lửa cành xoan phi lao bạch đàn bay lả tả trong không trung những mái dạ chưa kịp hoàn hồn từ trần đại bác ba ngày trước giờ lại quật lên bay tứ tán giữa trời khói đạn mù mịt lẫn trong bụi đất cát mảnh đạn găm vào tường nhà phầm phập lân ngồi trong hầm mặt đất rung lên từng chập trần hầm chuyển động những viên đất vụn rơi lả tả trên đầu anh đại bác nổ rít trên không xoáy vào tường long màng nhĩ những người ngồi trong căn hầm đưa hai tay lên bịt chặt tai lại cùi tay họ ép chặt vào ngực để chống lại sức ép của những viên đại bác rũi xuống lòng đất cái trần đại bác thứ nhất lần xô nắp hầm nhảy lên việc đầu tiên anh làm là chạy vọt ra ngoài ngõ bốn bề vẫn im lìm dường như mặt đất trở nên cầm nín trước trận cuồng phong của đạn thù rồi những mái đầu nhô lên khỏi chỗ ẩn nấp tiếng gọi tiếng hỏi nháo nhào giữa khói đạn vẫn chưa kịp tan hết như vừa qua một trận bão lớn quang cảnh đức đại bỗng chốc trở nên tơi tả đạn đi cay sới khắp mọi nơi như có tính toán từ trước bọn bốt rỗ nhằm vào những chỗ có đông dân nhất của đức đại để nã đạn vào mấy chục nóc nhà bốc cháy cây cối đổ ngổn ngang có những thân cây bị đạn giặc tiện ngang đổ gục xuống nhưng phần bị đứt lìa chưa hẳn khỏi cành cứ lắt lẻo như người bị thương đang quằn quại. Từ chỗ bị tiện gãy nhở ớ ra, bầm lại như máu. Lại đã cuối thu, chớm vào mùa đông. Những cơn gió heo may cuối cùng đang dập rình rút đi, nhưng chỗ lại cho mưa phùn gió bấc. Người dân Đức Đại lại nghiến răng thu dọn những gì còn sót lại trên mặt đất sau những trận đạn giặc cày sới. Đại bác lại nổ, giờ thì những âm thanh ghê giờ ấy không thể dọn nạt được ai trong đảng Đức Đại được nữa. Đó là trận đại bác thứ ba hay thứ tư gì đó rồi kể từ hôm bọn lính bên bút rỗ ra lệnh đuổi dồn dân đuổi làng đã thành phản xạ cứ hễ nghe tiếng kim khí rít lên lòng ốc bên ngoài người ta lại nhanh chóng xuống hầm nhiều người gan cốc tía đang nằm ngoài ruộng nghe tiếng đạn rít chỉ ngửa mặt lên nhìn theo vết đi của viên đạn rồi lại cắm cúi với công việc của mình tháng mười mưa một cơn mưa bất chợt kéo dài tưởng không bao giờ dứt. Chị Yến kéo khéo chạy vội lên một cái bờ thửa, sóc cua vừa bắt được lóc nhóc bên hông. Gớm, dạo này cua cá cũng kiệt, Mà mãi mãi cũng chưa nổi bữa canh. Chị Yến vừa kéo cái khăn bịt mặt vừa thở hát ra. Ai, à, đã vậy để còn mưa với gió nữa chứ. À, rồi thế này, không biết bọn bốt rỗ có để yên cho mình không? Thì chị bảo sống đàn đi đoàn như thế, con gì sống nổi. Khiếu lau nước mưa đang bám đầy trên mặt, nhà em cũng lâu lắm rồi chả được bắt canh tử tế còn cái bọn bốt rỗ thì kệ nó nó bắn thì bắn đấy là việc của nó bắn thì mình tránh chứ cứ sợ nó bắn mà không dám làm ăn gì nó chưa giết mình mình cũng đã chết mất ngáp rồi này hai con mẹ kia ông tỷ đi ngang thấy hai người thấp thô trên bờ thừa gọi với không về đi mưa gió thế này còn mò mẫm ở đấy làm gì rồi bọn bốt rỗ nổi điên lên nó táng cho mấy quả thì biết chui vào chỗ nào Cậu cứ về trước đi Khứu nghền cổ Mò thêm vài con nữa cho đủ nồi canh rồi chúng cháu về Nó bắn kệ nó cậu ạ à. Khiếu chưa dứt lời Phía trên kia Ông tỷ chưa đi được vài bước Đã thấy tiếng đại bác rít lên Xé màn mưa lao tới Tăng xình Tăng xình Ình Ình Yến kéo cứu thụp xuống đoạn bờ thừa cao quá đầu Nghền cổ nhìn ra màn mưa Vào nàng Khiếu vùng đứng dậy Nó lại bắn rồi không biết tụi em ở nhà có xuống hầm kịp không trận đại bác kéo dài tới gần nửa canh giờ đất đai tưởng vụn nháo ra hai chị em đội mưa chạy về vừa tới nơi đã thấy người làng súng đông súng đỏ chị Hạ vợ anh đại đang có thai và chị khuây vợ anh đố đã bị đại bác bắn chết Khiếu dễ vòng người đang quay chặt xung quanh hai người đàn bà xấu số lên vào bên trong. Chị đã thấy Lân đang đứng ngay bên cạnh anh đại. Cả làng hầu như nhà nào cũng có mặt, cũng không là gì điều ấy khi mà những mối quan hệ dây mơ dễ má ở trong làng, cứ như những sợi dây thiên lý, dây bìm bịp, đang leo chằng chịt trên giàn cao. Nhìn thấy cuốn quýt bò ngang lan dọc mà đố anh gỡ được ra để lần ra đâu là gấp. Anh đại chồng chị Hà đang ngồi bệt ngay bên xác vợ mình, đôi mắt anh đỏ sọng, xáo hoành, nhìn chân chân vào một điểm vô định bên ngoài. Tình không thấy anh cất một tiếng nào, bàn tay sần sùi vụng về của người đàn ông cứ vuốt mãi trên mái tóc của người vợ đã tả tơi vì đạn giặc máu lẫn đất bắt đầu khô bết lại cả khoảng bụng chị hà đang mang thai đứa con cứ lùm lùm vun cao dần lên trong đôi mắt của anh cũng như bao người dân đức đại anh cũng không nghĩ mình lại thành người trắng tay nhanh như thế từ một người có vợ con nhà cửa chỉ trong mấy ngày bút dỗ biến anh thành người không nhà cửa quá vợ thành kẻ mất con Nhà anh cũng đã bị đại bác bắn cháy rồi. Bỗng bàn tay anh rời mái tóc, xoa mái trên cái bụng đang lùm lùm của chị. Rồi anh từ từ đứng dậy, ngửa mặt lên trời, thét lên. Bình ơi! Tiếng kêu chới với đầy tuyệt vọng của anh, giống tiếng gầm của con hổ khi bị rơi từ trên cao xuống hố sâu thăm thẳm. Những người đứng quanh bật khóc. Họ lặng lặng lấy võng cán chị Hà, chị Khuây theo con đường cũ sang bốt rỗ. Không ở Mỹ, không hồn nào, đoàn người rất díu nhau, bước. Lần biết những người dân này sẽ khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Cô vẫn là cô đấu dẫn đầu đoàn người, tiếng khóc lúc dấm dứt, khi ồ ồ như nước chảy cứ lan dài như tiếng còi tàu trong đêm tối mịt mùng. Nhưng tiếng khóc của những người cáng xác sang đấu tranh với bốt rỗ lần này không khiến người ta mềm ra nhão ra. Mà ngược lại, tiếng khóc của họ khiến bao người dân đức đại, rắn giỏi, cứng rắn thêm. Trong họ khang khái một ý chí kiên định trước quân thù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Vùng Mắt Bão. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị các khán giả có một đêm thật ngon giấc